Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay Bi nãy giờ ăn cơm với canh phay tím á. Đó thì ăn có một miếng à. Ăn với thịt gà sáng nhuyễn nhuyễn ra. Bầm 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 bầm. Coi vậy chứ lát ăn nữa à. Đó thì hôm nay buổi trưa bé Bi ăn cơm trưa với phải tím thì ăn cũng được thôi mà ăn ba lần mới mới xong. Rồi, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ nha. Thì cả nhà xem với chia sẻ bấm cho mình like. Đó thì bé Bi rất là ngoan, cơ thể thì luôn phát triển. Đó, còn đàn cún của mình thì rất là khỏe khoắn và dễ thương. Riêng thằng Nhật Tân á thì mình chở nhờ ba mình chở lên chỗ trung tâm của bác sĩ rồi. Bác sĩ điện mới điện về nãy nói thôi bây giờ truyền dịch với truyền nước biển với hút dịch ra ngoài rất là lâu và bé đang ốm yếu quá nặng nên bác sĩ nói thôi để ở đây 2 ngày để tôi điều trị. Thì mình cảm ơn rất nhiều bác sĩ rất nhiều. Thì mình để trên đó luôn, ba mình đi chứ mình không có được đi, mình không có giấy tờ lận lưng và kể từ ngày mai là không được ra đường nữa cả nhà, cấm mọi hình thức ra đường luôn rồi. Thì giờ không biết sao. Đó thì để lát mình nhờ ba mình chạy lại cái chị mình hay mua thịt gà nè, lấy thêm vài chục ký nữa chứ để ngày mai là còn khoảng 1 tháng còn khoảng 1 tuần nữa là không có buôn ba không có mua gì được là thua. Đó, tình hình bây giờ căng quá cả nhà ơi. Đứa nào mà lỡ mày bị vướng vô bệnh tật là rất là khó chịu, mình không có khả năng mình chăm sóc được luôn á, mình không có chở đi được mà không ra đường được đó thì thua. Bé Bi nó bị đổ ghèn rồi nè. Để cho lau ghèn cho. Ăn cơm hiệp 2 rồi đó. Nói hiệp 1. Rồi. Rồi ngủ đi, trưa tạt rồi, bây giờ đi làm cái gì rần rần vậy? Không ăn được không? Đây là cái bệnh ba cái chai nhỏ mắt. Mua lần 5 chai của này của anh Trung, má anh Trung tặng. Xài gần hết rồi, còn có 2 chai nữa à. Này mà nhỏ tụi nhỏ chịu nhỏ chừng tháng là bức. Thì các bạn nên mua cái chai này cũng rất là tiện lợi hiệu quả cũng rẻ đó. Thì để trị chứng đỏ mắt và đục giác mạc đó cả nhà. Thì
mình cũng nhờ cũng mấy cô mấy dì mấy chú bác giúp đỡ chỉ cách này cách kia để chăm sóc mấy đứa này khỏe khoắn. Ăn ăn một lần là phải ba lần liên tục đó, giờ nằm nè 2-3 năm nhà xe của con là nằm đây. Kiểm tra coi thân thể của con gì tối qua nay nó có bò lên người con không. Ở nhà mình thì cũng việc bắt tối ngày mà sao đâu lâu lâu có con hai con leo lên nè, giờ có con nữa nè. Cho bắt cho bỏ vô cái ly. Hả con cục cưng giặt xuống nè, nằm êm nè. Nằm êm nè, sạch sẽ nè. Có một con nữa nè, hai con luôn, một chỗ mà hai con. Rồi ngủ đi. Bắt bỏ vô lon hết. Có mình đây mình có cái lon nước rồi cả nhà. Đồ nghề đây nó